Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì đất nước Canada đang mở rộng cánh cửa cho du học sinh, không chỉ trong cơ hội việc làm mà còn cả các cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng ngoại ngữ cũng như là học vấn và tài chính, thì con đường du học tại đất nước Canada thì hoàn toàn là một lựa chọn đáng xem xét. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hồng Ly, là chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương, để tìm hiểu rõ hơn về cái quá trình du học cũng như là cái lựa chọn của mình các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Hồng Ly. Xin chào các bạn. Thì cái vấn đề đầu tiên thì chị có thể chia sẻ cho các bạn biết là cái ngành học nào tại Canada thì thường được các bạn học sinh lựa chọn nhiều để cái cơ hội định cư cao được không ạ? Nếu mà bạn có ý định đi du học Canada mà không biết là chọn ngành nào để có cái cơ hội định cư cũng như là có việc làm cao nhất sau khi học xong tại Canada, thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm làm hồ sơ và tư vấn chuyên ngành phù hợp với khả năng học lực và tài chính của gia đình cũng như nguyện vọng của sinh viên, thì xin chia sẻ với các bạn những cái việc làm mà có nhu cầu rất cao, đó là ngành tài chính kế toán, bán hàng chuyên nghiệp, công nghệ thông tin, dược sĩ, trợ lý y tá, điều dưỡng, chuyên viên tư vấn tâm lý xã hội, kỹ thuật viên y khoa và xét nghiệm, quản lý nhân sự, chuyên viên nhân sự tâm lý và quản lý xây dựng. Đây là những ngành hiện tại thì Canada đang rất là cần. Dạ rồi, nếu vậy thì bên cạnh đó thì bên chính sách mới của Canada thì không biết là có cái cơ hội định cư lâu dài cho tất cả các bạn, thì chị có thể nêu rõ hơn chi tiết về những cái vấn đề này được không ạ? Canada là một nước đa chủng tộc và văn hóa, chính vì vậy môi trường sống ở đây rất là thân thiện và cởi mở. Hơn nữa, với chính sách mở cửa rộng, Canada đang thực sự là một điểm đến hứa hẹn. Có nhiều phương thức để có thể định cư tại Canada thông qua diện tay nghề, diện đầu tư và du học. Thì đối với loại hình đầu tư, mục đích cơ bản của chương trình di trú mà chính phủ thiết lập là khuyến khích người nước ngoài có kinh nghiệm, kinh doanh đăng ký định cư tại Canada, thu hút nguồn tiền cũng như là kinh nghiệm của họ để cống hiến vào sự phát triển kinh tế của Canada, mang lại cái cơ hội làm việc tới cho người dân Canada. Còn đối với du học sinh, sau khi tốt nghiệp, được phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm, tùy theo từng chương trình học. Sau 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc, du học sinh tại Canada sẽ được phép xin PR để định cư lâu dài tại Canada. Thì với điều luật này, sinh viên quốc tế được khuyến khích ở lại Canada làm việc trong tất cả các ngành mà không bắt buộc phải có thư chấp nhận làm việc từ công ty tuyển dụng. Đặc biệt tại tỉnh Manitoba ở Canada, học sinh còn được hoàn lại 60% học phí 2 năm học khi xin định cư. Thì học sinh tại Manitoba nếu tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng tại một trường ở Manitoba chương trình ít nhất 2 năm sẽ được ưu tiên để kiếm việc làm và xin định cư tại Manitoba. Chính sách này đã góp phần mở rộng cánh cửa định cư cho rất nhiều sinh viên đang và sẽ học tập tại Canada. Chính sách mới của chính phủ Canada thì nghe ra thật là hấp dẫn đúng không chị? Nếu vậy thì cái mức lương dành cho tất cả các bạn khi mà làm việc tại Canada thì như thế nào ạ? Đối với mức lương thì Canada đứng thứ 6 trong số 10 quốc gia có mức thu nhập tối thiểu cao nhất trên thế giới. Phụ thuộc vào từng bang, song nói chung, mức tối thiểu dao động từ 9,3 cho đến 10,7 đô la Canada, tương đương là 187 cho đến 215 Việt Nam đồng mỗi giờ. Ngoài ra, mức lương tại Canada cũng tùy thuộc vào bằng cấp và kinh nghiệm thực tế. Bình quân, một cử nhân đại học với một năm kinh nghiệm trở lên có thể là thu nhập từ 60.000 đô la Canada một năm, tương đương là 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Đặc biệt đối với các ngành thuộc lĩnh vực như là y tế, mức thu nhập có thể lên đến 100.000 đô la Canada mỗi năm, tương đương là 2,1 tỷ Việt Nam đồng. Tất cả nhân viên chính thức đều được bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi cho các bạn. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà chị Ly đã mang đến cho tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn chị. Và mọi thông tin về du học hồ sơ Canada như thế nào, cũng như là để các bạn lựa chọn trường ra sao hay là chọn chuyên ngành nào, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, hay là các bạn có thể mang ngay hồ sơ lên đến công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Duộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Saint Polytechnic.
Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ, em học 1 năm anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ, em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tinh Mì Dương? Dạ, em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Seth Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.